Biên tập viên Việt Anh kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. Chương trình được thực hiện với sự phối hợp của Sở Y tế Nghệ An và được sự tài trợ bởi Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Sức khỏe của bạn tuần vừa qua với chủ đề phòng và trị các bệnh về mắt đã nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị khán thính giả. Do số lượng câu hỏi và điện thoại gọi về cho chương trình rất nhiều và không thể giải đáp hết trong khuôn khổ 30 phút thời lượng của chương trình, nên trong chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay, chúng tôi tiếp tục mời đến trường quay bác sĩ, thạc sĩ Nguyễn Hữu Lê, giám đốc Bệnh viện Mắt Nghệ An để tư vấn cách phòng và điều trị các bệnh về mắt. Xin chào bác sĩ Nguyễn Hữu Lê. Xin chào quý vị khán thính giả, xin chào biên tập viên Việt Anh. Cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tiếp tục tham gia chương trình cùng chúng tôi. Trước khi cùng trao đổi với bác sĩ, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một đoạn băng về bệnh học. Các cụ ta thường nói, giàu hai con mắt khó hai bàn tay. Điều này cho thấy đôi mắt là tài sản quý giá biết chừng nào của mỗi con người. Đôi mắt cũng là cơ quan có một cấu trúc tuyệt diệu, nhưng cũng là cơ quan cực kỳ nhạy cảm của cơ thể con người. Cấu trúc của mắt. Mắt gồm có nhãn cầu, thần kinh mắt và những bộ phận phụ thuộc như mí mắt, lông mi, các cơ mắt, các cân mạc, tuyến lệ và các màng tiếp hợp. Nhãn cầu là phần chính yếu nhất, thường được so sánh với chiếc máy ảnh vì đặc tính chính xác quang học của nó. Nhãn cầu gồm 3 lớp màng có tên gọi là màng ngoài gồm cụm mạc và phía trước biến đổi thành giác mạc. Màng giữa là màng bồ đào, thân bè và mạch lạc mạc, chứa nhiều mạch máu. Phía trước dày lên thành cơ thể mi và mống mắt. Màng trong là võng mạc, chứa các tế bào nhận cảm ánh sáng là tế bào gậy và tế bào nón. Chức năng cơ bản của mắt là hệ quang học, thu chụp lấy hình ảnh, là hệ thống thu nhận và mã hóa thông tin cho đại não, là một cơ quan chức năng phục vụ cho sự sống con người. Chính trong cuộc sống công nghiệp hiện đại ngày nay, áp lực cho đôi mắt của mỗi người ngày càng tăng lên. Việc trực tiếp làm việc quá nhiều giờ trước máy vi tính, sử dụng điện thoại, xem TV, học tập căng thẳng, làm việc trong môi trường độc hại, khói bụi, rồi đến các yếu tố ô nhiễm môi trường, ánh sáng mặt trời, hóa chất là những nguyên nhân chính làm mắt chúng ta mỏi mệt, thậm chí lâm bệnh. Tuy nhiên, đa số chúng ta đều chỉ chú ý đến đôi mắt của mình khi thấy chúng có những triệu chứng không bình thường như nhức mỏi, khô rác. Nhiều người khi có bệnh về mắt, thậm chí là bệnh nặng mới đến khám và điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh. Trong mục trả lời thư khán thính giả, chúng tôi xin được nêu một số câu hỏi như sau. Câu hỏi của chị Kim Hoa ở địa chỉ kimhoa75a@gmail.com. Thưa bác sĩ, tôi thường xuyên bị mỏi mắt. Khi nhìn vật đối diện có cảm giác các vật có góc nhọn đâm vào mắt mình rất khó chịu. Tôi phải chống tay để che bớt mắt khi nhìn cho bớt khó chịu. Mặc dù tôi thường xuyên sử dụng các sản phẩm như dầu gấc, dầu cá, tôi cũng đã đi khám. Bác sĩ bảo chỉ bị cận thị nhẹ, mắt phải 1, mắt trái 0,75. Xin bác sĩ tư vấn giúp tôi để cải thiện tình hình trên ạ. Xin mời bác sĩ Nguyễn Hữu Lê tư vấn cho chị Hoa ạ. Vâng ạ, xin chào chị Kim Hoa. Trước hết là cái triệu chứng mà chị có mô tả là khi nhìn vật đối diện có cảm giác như là có cái vật nhọn là hướng vào mắt. Thì phải nói rằng là trong y văn thì cái triệu chứng này chúng tôi cũng chưa bao giờ là nghe đến. Nhưng mà có thể là cái cảm nhận mỗi người nó khác. Thì tôi có nghĩ đến rằng là chị có thể cảm giác là chói sáng. Có thể là chói sáng. Và với lứa tuổi như chị, và thứ hai nữa là chị đã có đã đi khám rồi. Một mắt là có cận thị nhẹ là 1 diop và mắt phải là 1 diop, mắt trái là 0,75. Thì cũng những trường hợp mà tật khúc xạ cận thị thì nó không đưa đến cái triệu chứng này đâu. Nó không có cảm giác là chói sáng, cũng không có cảm giác là có cảm giác như là nhìn vật đối diện có như là đấm vào mắt mình như chị có mô tả. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là hướng đến chị có thể là có những cái bệnh khác kèm theo. Có thể rằng đó là một cái viêm giác mạc, rằng là sẽ có cảm giác chói sáng. Nên cái này thì tôi khuyên chị rằng là với cận thị chị hoàn toàn yên tâm là không mang lại cái triệu chứng như thế. Nhưng mà chị nên là đi khám lại, và tôi nghĩ rằng là chỉ là một cái viêm nhu mô giác mạc hoặc là viêm chấm biểu mô giác mạc, hoặc là có những dấu hiệu khác của cái triệu chứng thế. Có nghĩa là chị Hoa cần phải đến các cái cơ sở y tế mà có các cái thiết bị chuyên khoa để tôi nghĩ là như thế thì nó sẽ chính xác và tốt hơn. Đấy. Xin được cảm ơn tư vấn của bác sĩ Nguyễn Hữu Lê ạ. Và bây giờ thì một câu hỏi nữa của khán thính giả Nam An ở địa chỉ namaanppa.com. Vào mùa hè mắt tôi bị nổi mụn ở mí. sưng đỏ và ngứa kinh khủng. Cứ mắt bên này khỏi thì lại nổi ở mắt bên kia. Có người khuyên tôi nên đi mổ cho khỏi hẳn, nhưng tôi là sợ bị để lại sẹo ở mắt. Vậy xin hỏi bác sĩ là vì sao mùa hè thì tôi hay lại bị nổi mụn như vậy ở mắt, và tôi phải làm thế nào để khỏi bệnh ạ? Tôi có nên mổ không ạ? Xin mời bác sĩ tư vấn ạ. Trường hợp bạn Nam An có hỏi như thế này thì tôi hướng nhiều đến là bạn bị chóc. Đấy, như bạn mô tả đó là bạn có sưng nóng đỏ vô nổi một ở mí. Thì cái chóc nói với bạn rằng là nguyên nhân là nó bị viêm tắc các cái tuyến tiết bã nhờn và tiết nhầy ở mí mắt. Và tại sao mùa hè nó hay xảy ra? Bởi vì là mùa hè thì nhiệt độ nó nắng nóng, rồi là cái môi trường nó nóng bụi, mồ hôi tiết ra nhiều thì là cái nguy cơ nhiễm trùng nó cao hơn. Như cái này thì tôi khuyên bạn như sau. Trước hết là theo cái dân gian của Đông y ấy, thì khi nào mà bạn bị nổi chóc mà đang mới sưng nóng thôi thì bạn có thể là tự trích huyệt phế du sau lưng. Đấy, theo dân trong Đông y. Và rồi bạn cũng chưa vội là nên đi trích vội. Bạn có thể là dùng kháng sinh, rồi là giữ vệ sinh mắt. Đấy, nếu mà nó khỏi được thì không phải trích gì. Còn nếu khi mà cái chóc nó sưng nóng đỏ đau kéo dài và nó có thành một cái bọc chóc như thế thì bạn nên đến cơ sở khám chữa bệnh về mắt và để trích tháo mủ. Đấy, và nói bạn thế này, thực ra thì ở trên bờ mi nó có rất nhiều tuyến. Đấy, có nhiều người nói rằng tại sao tôi vừa trích xong thì một thời gian sau nó lại xuất hiện trở lại. Nhưng bạn hiểu rằng là một tuyến nó tắc thì nó gây một cái chóc như thế, và tuyến bên cạnh tắc thì nó cũng gây một chóc tương tự như vậy. Nên bạn đừng nghĩ rằng nó tái phát, không phải. Nên khuyên bạn rằng là thứ nhất là giữ vệ sinh sạch sẽ, và thứ hai nữa gần đấy thì công tác chăm sóc bờ mi, massage nhẹ bờ mi đối với là những đối tượng, những người mà dễ bị mắc bệnh như thế thì rất là quan trọng. Bạn cứ rửa sạch mí mắt này, rồi bạn massage day nhẹ các bờ mi làm nó thông giãn các cái lỗ tuyến là một cái biện pháp tôi cho là gần đây rất hiệu quả. Đấy, nên khuyên bạn rằng là khi nào mà chắc bạn to quá thì bạn phải đến cơ sở khám chữa bệnh mắt. Còn nếu không thì bạn cứ hoàn toàn bình tĩnh, đừng trích vội bằng uống kháng sinh nhẹ, rồi sau đó là dự phí sẽ nấu thể tự tiêu. Vâng, xin cảm ơn tư vấn của bác sĩ Nguyễn Hữu Lê ạ. Và trong lúc chúng ta trao đổi thì kỹ thuật viên đã thông báo là kết nối được với vị khán thính giả đầu tiên của chương trình, đó là chị Tuyệt, 32 tuổi ở tỉnh Thanh Hóa. Xin chào chị Tuyệt ạ. Là con trai em năm nay cháu tròn 10 tuổi. Mà vâng, chị nói đi. Cháu 10 tuổi hả chị? Vâng, nhưng mà cháu đi khám mắt ở bệnh viện tuyến huyện thì người ta chỉ bảo cháu là bị cận 0,5 cm thôi ạ. Nhưng mà có cái là bây giờ cận của cháu như thế, cháu đeo kính thì cũng đo đúng kích thước rồi, nhưng mà cháu không vừa nhìn vẫn không rõ. Thứ nhất, thứ hai nữa là khi em đi học về cháu bỏ kính ra cho xem vô tuyến thì mắt cháu cảm giác như là phải rất nhiều mắt và rất là khó chịu. Và đồng thời là cháu phải ngồi thật gần là vô tuyến cháu mới nhìn thấy được ạ. Và cháu đi học thì cũng phải đôi lúc chữ của cô giáo viết ở trên bảng thì nhìn rất là rõ ràng, nhưng với cháu thì không rõ ràng một tí nào ạ. Vâng, thì bác sĩ tư vấn cho em xem là cái hướng điều trị của cháu và cách uống thuốc hay phòng chống như thế nào thì bác sĩ tư vấn giúp em ấy ạ. Thế này chị ạ, thế là chị theo chị nói thì cháu chị mới 10 tuổi. Và đi khám thì là cận thị 0,5 diop. Đấy, 0,5 diop. Đối với cận thị 0,5 diop thì nó đang rất là nhẹ, gọi là cận thị nhẹ. Đấy, và quan trọng nhất là cái thị lực không kính của cháu ấy là chị phải biết được bao nhiêu, và nó có thuận lợi trong quá trình sinh hoạt không. Và thấy rằng như chị mô tả thì cháu xem TV phải nheo mắt và xem chừng cũng rất là căng mắt và khó chịu. Thì theo tôi á, đấy, chị nên kiểm tra lại, bởi vì thường thường nói với chị rằng cận thị 0,5 diop thôi thì cái xem TV nó chưa ảnh hưởng nhiều lắm đâu. Đấy, nó phải 1 diop, 1,5 diop trở lên á, thì nó mới ảnh hưởng, tức là cháu phải nhắm mắt để tăng điều tiết. Nên mới 0,5 thì chưa là phải nói là đó mới cận thị nhẹ thôi. Nên chị nên là quan tâm lại xem là cái thị lực không kính của cháu, bác sĩ có thể ghi trên sổ khám bệnh rằng là bao nhiêu phần 10, 5 phần 10, 6 phần 10 hay 7 phần 10. Nếu thị lực của cháu khoảng 6 phần 10 thì chị hoàn toàn yên tâm. Nhớ chị hoàn toàn yên tâm rằng là khóa này vội đeo kính. Xin hỏi thế này ạ, bây giờ thì tuyến huyện thì nói thực sự là cũng có nhiều cái nhầm lẫn, cũng không thể hoàn hảo được ạ. Rồi. Thế nên mà em muốn đi tới những cái bệnh viện trung ương như chẳng hạn như tuyến Hà Nội thì bảo bác sĩ tư vấn xem cho em là em nên đến là bệnh viện nào thì hợp lý cho cháu ạ. Vì em cảm giác như con em nó bị, em khám cách đây là 5 tháng nhưng đến bây giờ thì em cảm thấy cháu bị rất nặng. Xin hỏi chị ở Thanh Hóa nhưng mà chị ở huyện nào đấy hả chị? Em ở huyện Nông Cống ạ. Chị ở Nông Cống cái gì? Thế này chị ạ, nhắc ở Thanh Hóa thì có bệnh viện mắt Thanh Hóa là một đơn vị cũng chịu hoàn toàn tin tưởng ở tuyến tỉnh. Đấy, hệ thống bệnh viện mắt từ các tuyến tỉnh mới rất là tốt. Về tận khúc xạ ban đầu thì chị nên đến gần nhất đó là bệnh viện mắt Thanh Hóa. Đấy. Và tôi nghĩ rằng thì tại bệnh viện mắt Thanh Hóa thì hoàn toàn có thể khám lại và tư vấn cho chị đầy đủ được. Ngoài cái tật khúc xạ ra, cháu có mang những cái bệnh khác không? Bởi vì nói với chị này, cháu nhỏ 10 tuổi có thể nó kèm theo như cái khác, ví dụ như là nó lác, hoặc là nó hạn chế vận động, nhãn cầu, nhiều cái nữa. Nên tôi nghĩ rằng cái điều chuyên sâu về đó. Nhưng nghe qua chị kể, chị có mô tả thì tôi nghĩ rằng chỉ mỗi là cận thị nhẹ thôi, thì chị khoan này vội đi lên tuyến trên, hoặc là chị đi lên tuyến trên nó cũng vất vả. Mà những cái gì chị cứ đến là bệnh viện mắt Thanh Hóa thì tôi nghĩ rằng là các bác sĩ ở bệnh mắt Thanh Hóa có thể hoàn toàn tư vấn được cho chị. Em cũng muốn mang cháu đi vì cháu thêm một căn bệnh này nữa anh ạ, là vì cháu bị khi viết bài cháu bị ra tuyến mồ hôi tay quá nhiều, có nghĩa là tay cháu lúc nào cũng ướt sũng vào và lúc nào cháu đi học cháu cũng phải mang một cái khăn lau tay đi ạ. Vâng, hy vọng là chị Tuyệt sẽ đưa cháu đến bệnh viện mắt Thanh Hóa để các bác sĩ khám và có cái phương pháp điều trị hợp lý ạ. Chúng ta sẽ tiếp tục kết nối với anh Lê Văn Quý ở huyện Nam Đàn, Nghệ An gọi về chương trình ạ. Xin chào anh Quý ạ. Dạ vâng ạ. Vâng, xin mời anh hãy nêu câu hỏi để được bác sĩ Nguyễn Hữu Lê tư vấn và giải đáp cho. Vâng ạ. Vâng, trước hết em xin chào chị và xin chào bác sĩ Lê ạ. Vâng ạ, xin chào anh. Vâng, vâng, bác sĩ, xin thưa với bác sĩ là em là tên là Quý, em năm nay 31 tuổi. Vâng, em sinh ra và lớn lên là em bị mù bẩm sinh đấy. Vâng, rồi em lấy một người vợ cũng bị mù, nhưng mà vợ em thì 5 tuổi mới bị. Rồi hai vợ chồng mù lấy nhau, bây giờ sinh ra hai đứa con nó cũng bị mắc di chứng mù như bố mẹ đấy. Vâng, mà đứa đầu thì là được 7 tháng thì em đưa ra bệnh viện mắt Trung ương ở Ba Triệu đấy để khám, và đã được bác sĩ là can thiệp mổ, gọi là mổ bằng biện pháp là mổ lấy đục nhãn ngoài bao và cho cháu đeo kính. Mà hiện nay là cháu đang đeo kính hai bên hai mắt, là mỗi mắt là một mắt phải là viền 15 và loạn 1,5, còn mắt trái là viền 15 và loạn 1. Vâng, thì họ có tư vấn, các bác sĩ có tư vấn là nếu nên mổ treo cho cháu, và thì như vậy thì xin bác sĩ cho một lời khuyên là nên mổ treo cho cháu hay là nên để cho cháu đeo kính, hoặc là nếu mổ treo thì mổ thời điểm nào là thích hợp nhất, xin bác sĩ tư vấn cho mình. Rồi, có thể nói là cái câu hỏi của anh đặt ra thì nó rất là hấp dẫn và tôi cho cũng rất hay. Thì cho tôi hỏi thêm một thông tin nữa. Thứ nhất là tôi hỏi anh là cháu bây giờ năm nay bao nhiêu tuổi chứ anh? Dạ, năm nay cháu 9 tuổi, cháu sinh năm 2005, năm nay cháu 9 tuổi. Cháu 9 tuổi đấy chứ anh. Thực tế thì bây giờ nói về cái này, cái mổ đục thể tính ở trẻ con, trẻ nhỏ ấy, thì bây giờ người ta khuyến cáo là mổ sớm hơn và đặc thể tính nhân tạo, rồi là có cắt dịch kính sau, cắt bao sau rất là nhiều. Nhưng thực sự đánh rằng là qua thực tế lâm sàng chúng tôi thấy là sau đó là cũng có kéo, rồi kép, rồi là nó sẵn vặn thể tính rất là nhiều, nó vô cùng nhiều. Đấy. Nhưng mà không đặt thể tính sớm thì cháu nó cũng dễ bị nhược thị sớm. Đấy. Cho nên là cái vấn đề bây giờ đeo kính, nếu bây giờ cháu đã mổ rồi, mổ thể đeo kính mà thị lực của cháu còn ổn, còn tốt anh ạ. Đấy, thì theo tôi thì anh cứ tiếp tục đeo kính cho cháu. Đấy, và chờ cháu một thời gian nữa, đó là thực tế lâm sàng chúng tôi là nhìn thấy như thế. Còn về khuyến cáo thì mọi người bảo nên là thay sớm, nhưng quả thật anh rằng thực tế chúng thấy thấy sớm thì thấy nó có kéo nhiều lắm và nó đục bao sau rồi kéo theo rất nhiều thứ, và chúng tôi rất đơn giản về cái đó. Đấy. Tuy nhiên anh nên khám định kỳ, bởi vì thế này, cái việc đục bao sau đó nhiều khi đặt thể tính nó có là gây tăng đục bao sau nhanh hơn, nhưng nhiều khi để bình thường nó vẫn cứ tiến triển đục. Đấy, cho nên là cái vấn đề là đeo kính rồi không có nghĩa rằng là cái bao sau của cháu nó không đục, nó không có kéo. Anh em mới hiểu thế, nên đối với trường hợp cháu thì tôi khuyên anh, thứ nhất là cái vấn đề đặt thể tính hay là treo thể tính như nào nữa là vấn đề là cũng phải là câu hỏi. Đấy, nếu tất cả bao sau đang còn trong trẻo bình thường thì tôi cứ cứ đeo kính, bởi vì đeo kính hiện tại cháu là thị lực đang tốt. Đấy, còn nếu không mà có kéo thì anh phải đưa cháu đến khám lại, và khi đó mới cắt dịch kính sau, cắt dịch kính trước này, cắt bao sau rồi treo thể tính là còn một câu chuyện. Vâng, và xin hỏi thêm bác sĩ một tí nữa, và cái đứa cháu con thứ hai của em đấy thì là nó cũng bị là đục thủy tinh thể, nhưng mà lại cùng đục thủy tinh thể bẩm sinh, nhưng mà đến năm 3 tuổi thì em mới phát hiện được, bởi vì em thì không thấy nhưng mà người nhà phát hiện được. Khi đó thì đưa đi mổ vì năm 2000 nói như bác sĩ nói đấy, năm 2010 thay thủy tinh thể, thay sau một năm sau đến năm 2011 thì là đi đục báo sau lại mổ tiếp. Thì như vậy, vì vậy cho nên em mới hỏi là cái đứa đầu có nên là thấy hay không, và cái cháu thứ hai là nên điều trị tiếp theo như thế nào? Cháu đầu thì như tôi nói đấy, Anh phải đưa khám, và nếu báo 6 nó còn trống trẻo thì tiếp tục đeo kính trong thời gian. Con cháu 6 đã phẫu thuật, đã là thay thế tinh rồi. Đấy thì nói thực sự anh chắc chắn rằng tôi cam đoan rằng nó có kẽo và capture, bọn trong tiếng Anh gọi là capture ấy, thì rất là nhiều. Chắc chắn là tôi nghĩ rằng là anh nên đưa đến là đã can thiệp laser này, nhưng mà thực sự anh laser được một thời gian không? Cắt băng phác cố rồi mổ rồi, mổ tim rồi ạ, một lần một lần nữa rồi ạ. Ừ đấy, thì cái vấn đề đó là cũng nan giải đấy. Tiếp theo bây giờ thì những kỹ thuật nó phức tạp hơn là cắt chỉnh kính trước anh này, rồi cắt bao sáu này để phòng cái có kẽo, phòng được bao sáu nữa thì làm phẫu thuật nó cũng có nỗi phức tạp. Đấy. Tức là phải đi khám định kỳ ạ. Phải khám lại, phải chắc chắn theo dõi, phải theo dõi. Vâng. Vâng ạ. Vâng, rất là chia sẻ với gia đình anh Lê Văn Quý, và chúng tôi mong rằng là hai bé của anh sẽ sớm bình phục về đôi mắt ạ. Tiếp theo chúng tôi xin được kết nối với anh Hoàng Thế Tài, 28 tuổi ở thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An ạ. Xin chào anh Tài ạ. Em hỏi là em là bị bệnh mắt thô từ khi bé ạ. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 28 tuổi, em bị mất hồn, mất được đấy khi có vẻ là em bắt đầu đi la mắt đấy, đi la mất hồn đấy. Rồi. Đi la một thời gian hẳn lấy mất. Rồi mà thôi bây giờ là em là 28 tuổi rồi, em cảm thấy trong mắt khi nào có rồng nữa, cảm thấy loàn gì nữa, mình bây giờ em bị trâu kính. Và em còn hỏi bác sĩ là em có thể là cái điều đi mổ mắt có thể được ạ. Và khi mà bệnh mất hồn này em nghe nhiều mọi người bảo là khó tới hẳn. Và em xin bác sĩ có thể tư vấn cho em được không ạ? Bạn có đề cập đến cái chuyện mắt hột của bạn thì tôi thấy thế này. Thứ nhất là bạn là năm nay 28 tuổi, như vậy là bạn sinh năm khoảng 85 nhỉ? 86. Xin hỏi bạn là một chút nữa là bạn quê ở đâu nhỉ? Em quê Thái Hòa. Thái Hòa, thị xã Thái Hòa luôn à? Dạ vâng ạ. Vào những thập niên 80, 86, 87 á, thì cũng nói bạn thế này, mắt hột ở Nghệ An mình nó cũng bắt đầu là thoái trào rồi. Đấy, và như lứa tuổi của bạn thì tôi nghĩ rằng mắt hột nó cũng bắt đầu hiếm dần đấy. Nó hiếm dần, cho nên cái chẩn đoán của bạn mắt hột nó có chính xác hay không là một câu hỏi. Đấy, bởi vì rằng cái thuật ngữ mắt hột thì nó quen với dân gian ta rồi. Đi khám chỗ nào nó không chuyên khoa thì thường ngứa một chút vẫn bảo là mắt hột. Rồi là kẹt, rồi là em cũng đi khám bệnh viện có mắt, bệnh viện Ba Láng. Cũng bảo em là mắt hột. Rồi. Em cũng đi đến các bệnh viện của quân đội cũng la mắt hàng tháng. Trong bây giờ cảm thấy trong mắt nó cái đồng nữa. Rồi. Thì bây giờ này bạn ạ, rồi tôi đồng ý bạn đang làm, bạn đã được chẩn đoán là mắt hột. Thì bây giờ cái điều trị mắt hột ở mà gọi là mắt hột hoạt tính ấy, thì bảo có với bạn rằng nói bạn đang là không phải kẹp là gì nữa cả, mà chỉ dùng thuốc thôi. Bây giờ có rất nhiều loại kháng sinh nó rất đặc hiệu với mắt hột. Có những loại kháng sinh chỉ uống một viên duy nhất, ví dụ như azithromycin. Rồi những cái kháng sinh mới khác là nhỏ mắt hoàn toàn là trị được bệnh mắt hột glaucoma. Đấy, với cái khuẩn là chlamydia đấy. Đấy, thì nói bạn đang mắt hột thì bạn chưa rất là hạn chế, quan điểm mới là không kẹp không la nữa. Nhưng nếu như bạn hết cái thời giai đoạn mắc hột tính và đến cái giai đoạn có sẹo thì nói bạn đang nó sẽ ảnh hưởng đến rất lâu dài. Thứ nhất, khi mắt hột gây sẹo rồi nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả các cái tuyến chế tiết nước mắt cũng như là cả cái hệ thống tuyến tiết bã nhờn ở kết mạc và mí mắt. Nên cái cảm giác mắt của bạn bao giờ cũng là kem nhem. Đấy, là kem nhem. Cho nên trong trường hợp như thế thì bạn nên giữ sạch nó một và vệ sinh nhỏ thuộc mắt, nước muối sinh lý thường xuyên hàng ngày. Đấy, các bạn. Còn và những lúc có thể lấy càng hạn chế kẹp la nữa, bởi vì mỗi lần kẹp la thì là vô tình lại làm bọc vỡ các cái tuyến ấy. Đấy, thì nó lại càng thêm tổn thương. Đấy. Thầy bác sĩ có mà mua cái thuộc nhỏ mắt hột đó, mua ở đâu có bán đâu, nhưng mà thuộc nhỏ một lần đó bạn. Riêng cái azithromycin á, thì một cái thuốc rất đặc thù của hãng Pfizer ngày xưa. Đấy, bây giờ thì nó cũng rất là phổ cập, bạn có thể đến các cái hiệu thuốc, bạn có thể tìm mua được. Uống một liều duy nhất. Đấy. Còn nếu không bạn không tìm được uống thì bạn có thể mua thuốc nhỏ bình thường. Ví dụ như là các cái kháng sinh bây giờ đây rất nhiều loại bạn ạ. Đấy, chẳng hạn Toblex cũng thể là nhỏ lớp dai cũng được tiêu diệt được lắm thôi. Vâng, em cảm ơn bác sĩ. Vâng, xin cảm ơn bạn Tài ạ. Và tiếp theo chúng tôi xin kết nối với bạn Nguyễn Văn Đông, sinh năm 1991, ở huyện Hưng Nguyên, Nghệ An ạ. Xin chào bạn Đông. Em chào chị ạ. Vâng, chào em bác sĩ ạ. Vâng, em nếu có hỏi để được bác sĩ tư vấn ạ. Bác sĩ cho em hỏi là em cách đây từ khoảng 2006 em mắc kèm thì đến bây giờ em đi khám ở bệnh viện huyện tỉnh, người ta cũng không cho em biết là bị gì, nhưng mà gần đây em đi khám bệnh viện mắt Sài Gòn thì người ta bảo là em bị bệnh glaucoma. Vậy em hỏi bác sĩ là bệnh glaucoma là bệnh gì ạ? Rồi, chào bạn. Em hỏi là bạn năm bao nhiêu tuổi nhỉ? Dạ, em sinh năm 91, bác sĩ ạ. 91 là năm nay là bạn như vậy là 23 tuổi. À, 23 dạ. tuổi. Rồi, cho tôi hỏi bạn một chút nữa là bạn có thường xuyên hay nhỏ thuộc mắt không? Dạ, em mỗi khi mới đi khám thì bác sĩ cấp thuốc thì về em hay nhỏ. Trước đó bạn có hay tự ý mua thuốc nhỏ mắt không? Không bác sĩ ạ. Không hả? Dạ. Bây giờ này bạn ạ, với cái ở độ tuổi như bạn 23 tuổi mà được chẩn đoán glaucoma, thứ hết tôi sẽ giải nghiệm bạn một chút thế này. Có thể câu chuyện này nó sẽ mất thời gian chương trình một chút, nhưng mà tôi sẽ nói bạn rõ hơn. Thứ nhất là cái glaucoma có thể định nghĩa là một cái hội chứng bệnh bao gồm nó tăng nhãn áp, tức là áp lực trong nội nhãn, tổn thương gai thị thần kinh và thị trường. Đó là ba cái tổn thương có thể gặp ở bệnh glaucoma. Đấy, và bây giờ một trong ba tổn thương như thế thì đều có hướng đến là bệnh glaucoma, chứ không phải là đồng nhất là cả ba cái hiện tượng như vậy. Ở bạn đã 23 tuổi bạn được chẩn đoán glaucoma thì nó bạn là một cái nguy cơ tiềm tàng dẫn đến mù loà rất là cao. Rất là cao. Đấy, thì tôi lặp lại vấn đề rằng á, thường là lứa tuổi như bạn glaucoma bạn ạ, thì tăng nhãn áp á, thường gặp ở lứa tuổi 40 trở lên, còn bạn mới có 23 tuổi thôi. Thì trước đó bạn phải nhớ lại xem là bạn có trong họ hàng nhà bạn có ai bị bệnh glaucoma hay không. Rồi bạn có bị những cái đau mắt nó kéo dài mang tính mãn tính. Rồi bạn có tự nhỏ thuốc, mua thuốc ở ngoài quầy nhỏ hay không, bởi vì có rất nhiều loại thuốc trên thị trường á mà mình tự dùng là cũng làm cho bạn tăng nhãn áp. Đó là một câu hỏi tôi nghĩ là một vấn đề mình phải đề cập đến rất là quan trọng, bởi vì nhất là lứa tuổi của bạn thì như là lứa tuổi của bạn ạ. Dạ, em cho bác sĩ biết là em bị tan tật bẩm sinh bác sĩ ạ. Dạ. Em có dùng thuốc gì toàn thân không? Em có dùng prednisolone toàn thân không? Ví dụ em có bị đau xương khớp gì không? Dạ không ạ. Rồi. Em bị, nhưng mà em người thì bị tàn tật, nhưng mà sức khỏe thì bình thường, em không hay dùng thuốc gì ạ. Rồi. Vậy bác sĩ cho em hỏi là bệnh này có thể chữa khỏi được không ạ? Rồi, thế này em này. Bệnh glaucoma khi phát hiện được và mình có một cái lộ trình kiểm soát thì hoàn toàn là ngăn chặn được bệnh tiến triển. Đấy, hoàn toàn ngăn chặn được. Mình kiểm soát nhãn áp và theo dõi cái thị trường, theo dõi tổn thương gai thị là hoàn toàn ngăn chặn được cái dẫn đến mù loà, ngăn chặn được bạn ạ. Nhưng mà nếu bạn mà không có lộ trình mà theo dõi thì chắc chắn là tôi cũng cảnh báo bạn rằng á thì nó dẫn đến mù loà, nó điều khẳng định. Dạ, nếu như mà lâu ngày không chữa thì nó sẽ không nhìn thấy gì hả bác sĩ? Chính xác là bạn sẽ dẫn đến thị lực bạn càng ngày sẽ càng kém đi, và cái tổn thương của bệnh glaucoma là tổn thương không hồi phục. Đấy, tôi khuyến cáo với bạn là tổn thương glaucoma không hồi phục. Nó ví dụ rằng thị lực, tức là cái sức nhìn ấy, trong bệnh glaucoma mà mất đi thì nó không hồi phục lại được, bởi vì bản chất của nó là chế các sợi trục thần kinh. Nếu như mà em đi chữa xuống là có khả năng vẫn chữa các bác sĩ. Tôi nhắc lại bạn thế này, thứ nhất là bạn được phát hiện rồi, có một cái lộ trình kiểm soát và quản lý tốt thì thứ nhất là giữ được mức độ thị lực. Đấy, và ngăn chặn nó tiến triển xấu đi. Hy vọng là bạn Đông sẽ dành thời gian để có thể là đi kiểm tra sức khỏe của đôi mắt và có cái phương pháp điều trị phù hợp và đạt kết quả tốt. Tiếp theo chúng tôi xin kết nối với bác Ngô Thị Hảo, 40 tuổi ở Nam Đàn, Nghệ An ạ. Xin chào bác Hảo ạ. Chào chương trình, chào bác sĩ ạ. Xin chào bác. Em muốn hỏi bác sĩ là em bị mơ mắt 20 ngày rồi, mơ một mắt, mà em đã đi khám ở bệnh viện huyện, bệnh viện tỉnh ơi, mà với uống thuốc cũng khỏi đi, em đã đi bệnh viện Hà Nội rồi mà với uống thuốc cũng không thấy đỡ. Thì em hỏi bác sĩ là bệnh với em là khám ở bệnh viện tỉnh là họ chẩn đoán là bệnh của dịch kỉnh. Với em uống thuốc một tuần nó cũng thấy đỡ, rồi em đi bệnh viện Trung ương là họ chẩn đoán là bệnh hắc võng mạc trung tâm thanh dịch. Thì em đã uống thuốc rồi nhưng mà em chưa thấy đời chứ cả. Thì em hỏi bác sĩ là bệnh này có chữa được không ạ? Vâng, chào bác. Chết hỏi là bác nói bao nhiêu tuổi bác nhỉ? 40 tuổi ạ. Cái bệnh như bác nói, bác được chẩn đoán là bệnh mắt trung ương là hắc võng mạc trung tâm thanh dịch ấy, thì thường cũng rất hay gặp ở cái lứa tuổi như bác, tức cái lứa tuổi nó gọi là như chị gọi là trung niên. Đấy, thường thường nó gặp ở nam nhiều hơn. Đấy, nhưng mà không phải là không gặp ở nữ. Thì về bệnh này là cái cơ chế của nó là do cùng rối loạn các cái tính thấm của cái mang biểu mô sắc tố, và nó gây do rỉ dịch và làm phù võng mạc trung tâm, phù chỗ hoang điểm, nên là gây bệnh nhìn mờ. Về cái này á thì mới thời gian 20 ngày thôi á thì chị hoàn toàn là chịu khó, cứ phải yên tâm chịu khó thôi. Về lý thuyết mà nói thì bệnh này là nó tự khỏi chị ạ, nó tự khỏi. Đấy. Tuy nhiên cái hồi phục cái thể lực của sau khỏi bệnh á, để nó cũng chiếm tỷ lệ rằng là nhiều khi nó không hồi phục được hoàn toàn. Đấy, chị có hoàn toàn bình tĩnh rằng là cứ theo thì tưởng rằng lên 3 đến 5 tuần, sau 3-5 tuần thì là thị lực bắt đầu hồi phục. Đấy, những cái thuốc thì đến bây giờ cái cơ chế thuốc dùng nó cũng chỉ là hỗ trợ thôi, còn quan trọng nhất vẫn là bệnh nó sẽ tự là biến chuyển. Đấy, bây giờ khuyên chị là nên bệnh này chị nên là không lo lắng này. Và đặc biệt á, những bệnh này những người đối với những người thức đêm á, những người thức đêm thì là sẽ là bệnh nó nặng hơn. Đối với nam giới thì là những người nào hút thuốc, rồi cà phê, rồi uống rượu bia thức đêm thì bệnh nó càng nặng hơn. Chắc là ở nữ giới như chị thì yếu tố đó nó không có. Nhưng nếu chị có vấn đề gì về tinh thần phải lo lắng, về thể dịch thì chị là thần kinh chị nên bớt lo lắng, thì chắc chắn là bệnh nó cũng góp phần vào là bệnh nó hồi phục sớm hơn. Nên về cái này chị hoàn toàn là yên tâm. Đấy, chị đã đi khám ở bệnh viện trung ương rồi thì theo dõi bệnh, chị có thể hoàn toàn đến là bệnh viện mắt Nghệ An, có là chụp mạch huỳnh quang, có chụp cắt lớp, có chụp ảnh đáy mắt thì theo dõi được cho chị. Em đã chụp mạch huỳnh quang ở bệnh viện Nghệ An rồi, nhưng mà mình về em uống thuốc thì cũng phải đờ đi, em nghe họ nói là như đi viện mắt trung ương thì em đi viện mắt trung ương rồi là như họ cho bạn thuốc cho mất về uống 1 tháng 6 thì họ hẹn 1 tháng 6 họ lá là họ khám lại. Chị cứ cũng phải là chịu khó một chút chị ạ. Chắc chắn là nó phải có thời gian để nó tác động. Và thứ hai nữa như tôi nói đó, cái bệnh này nó cần một cái quá trình thời gian nó hồi phục. Đấy. Vâng, bác Hảo nghe rõ tư vấn của bác sĩ không ạ? Nghe rõ ạ. Vâng, thì em mà cảm ơn bác sĩ và cảm ơn chương trình ạ. Vâng, xin cảm ơn bác ạ. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng chương trình đã hết. Xin cảm ơn bác sĩ Thạc sĩ Nguyễn Hữu Lê, giám đốc bệnh viện Mắt Nghệ An đã đến tham gia chương trình cùng chúng tôi. Quý vị có thể xem lại chương trình này trên trang thông tin điện tử truyenhinhnghean.vn hoặc nghe lại trên trang web radiowietnam.vn. Trong chuyên mục sức khỏe của bản tuần sau, chúng tôi sẽ tư vấn về chủ đề phòng và điều trị bệnh viêm não Nhật Bản. Quý vị có thể gửi những câu hỏi thắc mắc liên quan đến bệnh viêm não Nhật Bản qua đường bưu điện về địa chỉ chuyên mục sức khỏe của bản Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, số 1 đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, hoặc email sức khỏe của bản ntva@gmail.com. Quý vị có thể gọi điện thoại đăng ký tư vấn vào số 038 6262 999 vào tất cả các ngày trong tuần. Xin cảm ơn Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC đã tài trợ cho chương trình này. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.